Hello mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người dòng TV mới của Sony nha mọi người, mẫu 2023 nha. Đây là dòng TV tầm trung của Sony sản xuất và lắp ráp tại Malaysia nha mọi người. Model máy là X80L nha. Thì cái mẫu hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người là model là 65X80L nha mọi người. Mình xin nói về kích cỡ TV và mình nói về một số tính năng của TV nha. Đây là thiết kế của TV nha mọi người. Đây là kích thước của TV nha. TV 65 inch thì bề ngang nó tầm khoảng 1,5m nha mọi người. Bề cao mà nó có chân đế thì nó khoảng 90cm nha. Còn không có chân đế thì nó khoảng 83cm nha mọi người. Và mình có để cái hình cụ thể trên này nha. Thì số điện thoại của mình là 0949 540 161 nha. Còn số tổng đài của bên mình là 1900 2628 nha mọi người. Thì các bạn muốn biết kích thước như thế nào thì vui lòng liên hệ với mình. Mình sẽ gửi cái hình cụ thể cho mọi người xem nha. Đây là kích thước của 55 inch nha mọi người. Thì 55 inch thì bề ngang tầm khoảng 1m23 nha mọi người. Bề cao mà có chân đế là khoảng 78cm nha. Không có chân đế thì khoảng 72cm nha mọi người. Đây là dòng TV thông minh có sử dụng điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt luôn nha mọi người. Remote rất là nhỏ gọn, dễ cầm nha. Thì trên màn hình này hôm nay mình chính giới thiệu là 4 kích cỡ màn hình thôi nha. Là 65, 55 và 50 nha mọi người. 50 thì bề ngang nó tầm khoảng 1m2 nha mọi người. Bề cao mà có chân đế là khoảng 72cm nha. Còn không có chân đế là nó khoảng 65cm nha mọi người. Cái model X80L này hiện tại năm nay nó sẽ có kích cỡ màn hình là 43 inch, 50 inch, 55, 65, 75 và 85 inch nha mọi người. Đây là giao diện chính của TV nha mọi người. Chạy hệ điều hành Android nha. Android thần Google luôn nha mọi người. Dòng TV này có một tính năng là mình đứng gần TV tầm khoảng 1m, mình trò chuyện với TV không dùng remote cũng được nha mọi người. Tại vì trên TV nó có một cái nút thu á, khi các bạn muốn trò chuyện với TV thì các bạn nói là OK Google. Bên TV nó nghe và mình sẽ nói chuyện với TV, ví dụ như là mình muốn hỏi thời tiết, mình muốn hỏi lịch thi đấu bóng đá, hoặc là mình muốn kêu TV hát gì đó thì mình kêu thì nó vẫn hát nha mọi người. Thì đây là trợ lý ảo của Google nha. Thì cái tính năng này là năm rồi đã có rồi, năm nay nó sẽ phát triển và nó sẽ tăng cái độ nhạy lên nha mọi người. Đây là hình ảnh của TV nha. TV Sony cái model 65X80L này thì tần số quét là 60Hz nha mọi người. Tần số quét 60Hz nha. Còn LED trên TV thì là LED nền nha mọi người. LED nền nha. Hệ điều hành là Google TV nha mọi người. Chuẩn màn hình của TV là màn hình 4K nha mọi người. Chuyển động hình ảnh cũng khá là mượt nha. Bộ xử lý 4K nha. Còn công suất loa là 20W nha mọi người. Số lượng loa là được 2 loa nha mọi người. Thì hiện tại dòng TV này nó cũng có kết nối với Bluetooth ra loa kéo luôn nha mọi người. USB thì hiện tại trên TV này có 2 cổng USB nha. Và 4 cổng HDMI nha mọi người. Và có một cổng sức âm thanh jack 3.5 và một cổng optical nha mọi người. Ứng dụng trên Android thì khá là phong phú nha mọi người. Thì bây giờ mình mở một cái đoạn clip trên YouTube cho các bạn xem nha. Thường thì khách hàng vào chỗ mình thì mình sẽ mở clip thực tế trên TV cho khách xem nha mọi người. Tại vì về thì người ta cũng xem trên YouTube hoặc là xem bằng ứng dụng xem đài mọi người. Cho nên mình phải mở cái này cho khách người ta kiểm tra màn hình, người ta thấy cái mẫu nào đẹp thì người ta sẽ chọn cái mẫu đó nha. Đây là một clip của ca sĩ Ý Linh nha mọi người. Thường thì mình sẽ test những clip này nha. Video clip nào mà có để cái chữ 4K ở phía dưới nha mọi người thì chất lượng hình ảnh cho ra cũng rất là tốt nha. Đây, khi các bạn mở màn hình lên á, nếu như mà mạng nhanh thì nó sẽ tự động lót lên 4K nha mọi người. Còn mở mạng lên mà mạng nó hơi chậm thì nó sẽ lót từ từ nha mọi người. Chất lượng hình ảnh 4K là 2160 pixel nha. Do mình quay ở siêu thị nha mọi người, cái đèn nó hơi chá nha. Nhưng mà ở đây các bạn nhìn ra thì cái hình nó vẫn đẹp đúng không?
khá là đẹp nha. Các bạn thấy cái nút mà nó chớp chớp trên TV không? Khi mà các bạn muốn trò chuyện với TV thì mình gạt cái nút đó ở ngay chân cái chỗ chữ Sony nằm ngay chân chính giữa luôn á, mình gạt cái nút đó qua một bên. Vâng, mình xin nhắc lại số điện thoại của mình là 0949 540 161 nha. Thì giá bán của mẫu này hiện tại up trên website bên mình là 22.890.000 nha. Nhưng mà giá này là chưa phải là giá cuối nha mọi người, tại vì giá bán của bên mình thì có thể thay đổi theo thời gian nha, cho nên mình không có nói giá bán cuối được. Thì khi nào mà các bạn có muốn mua thì vui lòng liên hệ với mình hoặc liên hệ với tổng đài nha. Các bạn bên tổng đài viên sẽ kiểm tra giá bán cho mọi người nha. Thì bên mình hỗ trợ giá bán tốt nhất cho khách hàng khi mua sắm nha mọi người. Đây là cái FPT Play nha mọi người, ứng dụng xem đài trên TV Sony nha. Thì trên TV Sony tải cũng được khá là nhiều ứng dụng xem đài nha mọi người. Ví dụ như là FPT Play, VTV Go, TV 360, WeOn, Clip TV vân vân nha. Thì hiện tại bên Google á, người ta phát triển rất là nhiều ứng dụng dành cho TV nha mọi người. Cho nên khi các bạn mua một cái chiếc TV chạy hệ điều hành Android về, các bạn tha hồ mà giải trí nha. Đây là cái giao diện chính của TV nha. Thì cũng gần lễ 2 tháng 9 này nha mọi người, bên hệ thống điện máy chợ lớn bên mình cũng có một số sản phẩm đang giảm giá rất là đặc biệt nha. Thì mà mình không có thời gian nhiều á, cho nên mình chỉ tập trung quay bên TV thì là nhiều nha mọi người. Các bạn muốn mua sản phẩm khác á, thì vui lòng liên hệ với mình nha. Thì bên mình vẫn có tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt nha. Thì hiện tại đợt này thì mình thấy là bên tủ lạnh giảm cũng khá là nhiều nha mọi người, tủ lạnh với máy lạnh nha. Mặc dù đang là mùa mưa nhưng mà máy lạnh giá cũng rất là tốt nha mọi người. Mấy hôm nay ở dưới mình cũng khá là nóng á, cho nên mấy hôm nay máy lạnh bán cũng khá được nha. Thì bên mình nhận giao hàng tất cả các khu vực có điện máy chợ lớn thì bên mình đều giao hàng được nha mọi người. TV Android tải được TikTok luôn nha mọi người. Để ví dụ như các bạn muốn đặt hàng của mình á, thì vui lòng liên hệ với mình cho địa chỉ nha. Rồi mình sẽ kiểm tra cái chi nhánh mà gần với các bạn á. Nếu như mà có hàng á, thì mình sẽ nhờ chi nhánh đó giao. Còn trường hợp mà chi nhánh đó chưa có hàng á, thì mình sẽ chuyển hàng về cho chi nhánh đó để chi nhánh đó giao nha. Thì chuyển hàng thì mình sẽ chuyển ở chi nhánh gần qua nhất để qua, hoặc là mình sẽ rút hàng ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về nha mọi người. Đây là cái cách mình sắp xếp cái ứng dụng trên TV Sony nha mọi người. Thường thì cứ ứng dụng nào mình hay sử dụng á, thì mình sẽ chuyển nó ra ngoài đầu nha. Còn ứng dụng nào mình không sử dụng thì mình sẽ chuyển nó vào trong nha mọi người. Đây là cái kho giải trí mà mình đã tải sẵn mình thử cho khách nha. Đây là dòng TV cũng tầm trung của Sony thôi nha mọi người. Nó lắp ráp, sản xuất và lắp ráp tại Malaysia nha. Thì nó có một cái model cao cấp hơn là X85L, X90L nha. Thì ký hiệu của năm nay là chữ L nha mọi người, năm rồi là chữ K. Ví dụ như năm rồi là 65X80K, 65X85K nha. Nhưng mà mẫu K thì hiện tại bên hệ thống bên mình đã gần hết hàng nha, chỉ còn một vài model thôi nha mọi người. Bên mình hiện tại đã nhập mẫu 2023 rồi nha. Rồi các bạn có mua sắm gì thì vui lòng liên hệ với mình nha. Số điện thoại Zalo của mình là 0949 540 161 nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.